Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách đánh giá sản phẩm đã mua trên TikTok nha. Cũng giống như các nền tảng mua bán trực tuyến khác thì TikTok Shop cho phép người dùng thực hiện đánh giá sản phẩm để giúp người bán cải thiện chất lượng của mặt hàng của mình, đồng thời giúp người mua khác có thể lựa chọn được những sản phẩm tốt, uy tín. Vậy thì làm thế nào để đánh giá sản phẩm trên TikTok Shop nha? Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng TikTok của các bạn lên, rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn một hồ sơ ở góc phải màn hình và nhắm vào đơn hàng của tôi nha. Thì các bạn hãy làm theo như hình mình có hướng dẫn, thì các bạn hãy bấm vào một hồ sơ và các bạn hãy nhắm vào đơn hàng của tôi. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần cần đánh giá nha và tiến hành xếp hạng sản phẩm theo thang bậc từ 1 sao đến 5 sao. Và tiếp theo là các bạn hãy viết nội dung đánh giá và thêm hình ảnh sản phẩm. Cuối cùng là các bạn gửi để hoàn thành nha. Các bạn lưu ý là trường hợp bạn không muốn mọi người thấy tên tài khoản của mình thì có thể thực hiện đánh giá ảnh danh bằng cách là nhấn vào mục đánh giá ảnh danh phía dưới mục gửi đánh giá nha. Và thứ hai là khi thực hiện đánh giá, dù người mua hay người bán cũng không thể chỉnh sửa cả về số sao và nội dung bình luận được. Và sau khi đánh giá thì nếu có sai sót hay có vấn đề nào đó cần bổ sung thì bạn có thể tiến hành đánh giá bổ sung, chỉ được một lần duy nhất nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách đánh giá sản phẩm đã mua trên TikTok rồi. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.